Tin Trung Quốc, lần đầu tiên hai giám mục Trung Quốc được tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Hãng thông tấn Reuters trích dẫn nguồn tin từ Tòa Thánh Vatican hôm thứ Hai ngày 1 Tây tháng 10 cho biết, hai giám mục Trung Quốc là Đức cha Joseph Guo Jingkai và Đức cha John Baptist Yan Shaoting đã được phép chính quyền cho đi tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới họp tại Vatican. Đức Hồng Y Lorenzo Badisseri trong một cuộc họp báo cho biết Đức Thánh Cha đã mời hai vị giám mục này và Ngài cũng cho biết hai vị giám mục đã trên đường tới Roma vào ngày thứ Hai. Giới quan sát tại Vatican cho rằng đây là dấu hiệu tan băng giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh sau một thỏa thuận mang tính bước ngoặt được ký vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Theo thỏa ước tạm thời, chính quyền Trung Quốc có quyền đề nghị ứng viên giám mục và Đức Giáo Hoàng có quyền quyết định tối hậu. Về Đức cha Joseph Guo Jingkai, trước đây Ngài được nhà nước Trung Quốc tấn phong nhưng bị Tòa Thánh ra vạ tuyệt thông, nhưng nay đã được tha. Còn Đức cha John Baptist Yan Shaoting là giám mục đã được thụ phong với sự đồng ý của Tòa Thánh. Trong quá khứ, Tòa Thánh luôn luôn mời các giám mục Trung Quốc tham dự Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng không một lần nào chính quyền Trung Quốc cho các giám mục tham dự. Đây là lần đầu tiên sau gần 70 năm, giám mục Trung Quốc được tham dự phiên họp lớn tại Vatican.